Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, trả lời câu hỏi của đại diện cơ quan công tố, bị cáo Nhàn cho rằng tại thời điểm thanh tra ngân hàng SCB, bà không quen biết bị cáo Trương Mỹ Lan thông qua bị cáo võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc ngân hàng scb mới biết bà lan là chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cổ đông lớn nhất tại scb bị cáo nhàn khai cuộc gặp giữa bà với bị cáo lan là theo yêu cầu của võ tấn hoàng văn để đề nghị bà lan bán bớt tài sản để trả nợ cho ngân hàng vì khi thanh tra thấy nợ của chủ đầu tư với ngân hàng rất lớn về câu hỏi khi ban hành kết luận thanh tra, gặp và bàn bạc gì với bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Nhàn trả lời cuộc gặp không có trao đổi với bị cáo Trương Mỹ Lan rằng không đưa ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Liên quan đến số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ nhận của SCB trong quá trình thanh tra ngân hàng này, bà Nhàn cho rằng bản thân nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn hoàn toàn thụ động. Sau khi nhận tiền, bà đã liên hệ Văn để trả lại nhưng cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB không đến lấy hội đồng xét xử ngắt lời đại diện viện kiểm sát, bị cáo nhàn và hỏi bị cáo nhận tiền mấy lần. Bị cáo nhàn xác nhận lời khai trước đó là nhận 4 lần, tổng cộng số tiền là 5,2 triệu đô la Mỹ. Bác lời khai của bị cáo nhàn, chủ tọa phiên tòa nói, nhận tiền 4 lần sao là thụ động. Nếu bị cáo không có ý thức nhận thì nhận lần đầu rồi đem trả, nhưng bị cáo vẫn nhận lần 2, 3, 4. Quá trình viện kiểm sát chất vấn, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thắc mắc nhiều người trong đoàn thanh tra cũng nhận tiền giống như mình, nhưng chỉ mỗi bà bị truy tố về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử cũng phân tích trong số các bị cáo nhận tiền thì bà Nhàn nhận số tiền nhiều nhất, về tội danh viện kiểm sát truy tố đúng hay sai, hội đồng xét xử sẽ đánh giá xem xét cũng trong phần xét hỏi đại án Vạn Thịnh Phát, trả lời trước hội đồng xét xử về các công ty sân sau giúp Trương Mỹ Lan rút ruột ngàn tỷ đồng từ ngân hàng SCB, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc SCB khai, với các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, trong đó có công ty Dầu khí Đông Phương thì tất cả đều có hợp đồng vay, có mục đích vay đã giải ngân cho nhóm Đông Phương, nhưng tiền thì bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đông Phương sử dụng Nguyễn Thanh Tùng từng được biết đến là đại gia dầu khí, chủ tịch công ty cổ phần dầu khí Phương Đông, người bị khởi tố trong vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát do cấu kết với Trương Mỹ Lan cho mượn pháp nhân, lập hồ sơ vay vốn, rút tiền của SCB rồi cùng bà Lan sử dụng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và Đào Trí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông có hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tùng đã cấu kết với Trương Mỹ Lan, chỉ đạo Đào Trí Kiên thực hiện các hành vi sai phạm, tạo lập hồ sơ vay vốn khống trái quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, rút 1.720,88 tỷ đồng từ ngân hàng SCB để Lan và Tùng sử dụng. Xong, theo cơ quan công tố, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Trí Kiên không biết rõ mục đích chiếm đoạt và việc sử dụng tiền của Trương Mỹ Lan, nên đã khởi tố Nguyễn Thanh Tùng và Đào Trí Kiên về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng là có căn cứ. Hành vi của Nguyễn Thanh Tùng gây thiệt hại cho SCB hơn 850 tỷ đồng, Đào Chí Kiên gây thiệt hại hơn 356 tỷ đồng. Phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư cho các bị cáo trả lời câu hỏi của luật sư Phan Trung Hoài về quá trình bị tạm giam cho đến ngày xét xử. Bị cáo Trương Mỹ Lan cảm ơn tòa án và các cơ quan đã quan tâm tới sức khỏe, tạo môi trường tốt cho bà. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cáo trạng, lời khai của các bị cáo khác và lời trình bày của chị, thì suy nghĩ thực sự của chị như thế nào về tầm quan trọng của mình trong vụ án? Luật sư Phan Trung Hoài hỏi. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng cho rằng bản thân bà tôn trọng cáo trạng, cơ quan điều tra lời khai của các bị cáo khác. Cơ duyên nào đưa chị đến với SCB luật sư hỏi, theo bà Lan, tài sản của bà có được là từ thời mẹ bà tạo lập, sau này phát triển thêm, thân mẫu bà vốn là tiểu thương chợ biến thành 14 năm, sau đó gia đình bà thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng Vạn Thịnh Phát, đến năm 1992 gặp chồng là Chu Lập Cơ nên duyên. Trong phần này, bị cáo nói lòng vòng, bị hội đồng xét xử ngắt nhiều lần vì trả lời không đúng trọng tâm và lưu ý trả lời thẳng vào câu hỏi vì sao bà biết đến SCB vào thời điểm hợp nhất ba tổ chức tín dụng, luật sư hoài hỏi. Lúc này bị cáo bật khóc, nghĩ đến ngày đó tôi đau xót. Lúc đó ba ngân hàng hỗn loạn, nhiều người được mời nhưng không dám vào. Nhà tôi không ai làm ngân hàng, tôi không muốn làm ngân hàng, nhưng ngân hàng nhà nước nói tôi giúp ba việc. Làm sao cố cổ phần trên 65% giúp ngân hàng mà không ảnh hưởng các ngân hàng khác, không ảnh hưởng tiền tệ quốc gia, cho mượn tài sản, kêu đối tác nước ngoài vào, bị cáo Lan trình bày. Theo bị cáo Lan, khi ba ngân hàng họp vào tháng 10 năm 2011, ngân hàng nhà nước mời bị cáo tham gia các cuộc họp để cho mượn tài sản. Lúc đó họ nói cần tôi giúp cho mượn khách sạn Windsor, khách sạn 5 sao đầu tiên của Việt Nam để thế chấp tài sản. Tôi thế chấp ngân hàng cho BIDV vay 15.000 tỷ của anh Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch hội đồng quản trị BIDV, còn 3 ngày nữa hợp nhất nhưng anh Hà rút luôn vì nói dư nợ lớn quá. Tôi về bàn với chồng lấy hết tài sản gia đình để trả nợ. Sau đó, anh Hà rút nên tôi phải đi giải chấp, lúc đó là nửa đêm. Tôi phải thế chấp cho ngân hàng nhà nước để vay 15.000 tỷ, sau đó vay thêm 3.000 tỷ. Bà Lan trình bày, "Luật sư, chị có thấy chị tiên lượng về mặt hậu quả pháp lý khi dùng tài sản thế chấp vay ngân hàng tái cơ cấu thì sẽ thế nào?" Với tư duy bất động sản, tôi tin sẽ thành công. Tôi cho mượn nếu ngân hàng vực dậy không được, tôi sẽ mất hết." Bị Cáo Lan nói đã xác định tinh thần mạo hiểm khi đưa tài sản cho SCB về cáo buộc thâu tóm cổ phần tại scb bà lan khẳng định cổ phần không phải của bà mà của bạn bè bà năm công ty nước ngoài đưa năm quỹ đầu tư vào dự án đô thị vệ tinh bắt đầu đi vào hoạt động làm thế nào để đất bùn sinh thành đất kim cương thì mới cứu được scb bà có nhớ tên năm pháp nhân nước ngoài không luật sư hỏi vốn dĩ không phải của tôi nên tôi không biết công ty nào vì gia tộc chúng tôi sống giản dị uy tín mấy chục năm nay nên chúng tôi được tin tưởng có sức ảnh hưởng lớn được tôn trọng của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài bà lan nói về việc cáo trạng nêu bà lan là người có quyền lực chi phối hội đồng quản trị scb bà lan khẳng định không có hứng thú với ngân hàng nhưng do có nhiều tài sản nên các anh em scb ngộ nhận tại sao họ không dám nói sự thật rằng tài sản của tôi đem vào chỉ để tái cơ cấu scb Tôi ngoài việc cho mượn tài sản, tìm nhà đầu tư thì tôi không biết gì khác. Các công việc phân công tôi không biết. Tôi đã đưa hết tài sản vào SCB. Về anh em SCB, xin hội đồng xét xử xem xét lại thật sự. Họ khổ lắm, bà Lan nói. Về việc cáo trạng nêu có công ty ma trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, bà Lan cho rằng tất cả các khoản vay đều có tài sản đảm bảo thì làm sao gọi là công ty ma và đề nghị hội đồng xét xử xem xét thật kỹ vì các khoản vay của tôi đều có tài sản số dư và không hiểu công ty ma là gì. Bị cáo bày tỏ mong muốn được khắc phục thiệt hại trong vụ án và đề nghị hội đồng xét xử giúp chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Chí hoàn trả cho bị cáo để đưa vào SCB. SCB đang rất cần tiền giải quyết kinh tế tài chính, ngoài ra bà Lan cũng đồng ý đưa 13 tài sản khác ngoài danh mục kê biên phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án.